Zumas xin chào các bạn và chào mừng các bạn lại tiếp tục quay trở lại với kênh của mình nha Và mình là Phương, người sẽ đồng hành với các bạn trong suốt học các ba này Trong chuyên mục hỏi đáp nhân tuần này, mình lại tiếp tục cùng với các bạn Chúng ta sẽ giải các bài toán liên quan tới phần phương trình logarit nâng cao Và phương pháp hôm nay chúng ta sử dụng chính là một trong những cái phương pháp khá phổ biến Đó là phương pháp đưa về phương trình hàm đặc trưng Đồng thời cũng trong bài toán này thì khúc cuối mình lại đưa về cho các bạn một cái phương trình khá đặc biệt nào và trước khi bắt đầu vào nội dung chính của bài toán ngày hôm nay thì nếu như bạn vẫn còn đang theo dõi video này, đừng tiếc để lại cho mình một nút like nha. Đồng thời nếu lần đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình, đừng quên bấm một nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại Umat TV. Bài toán có nội dung như sau. Cho số thực x lớn hơn 0 thỏa lốc mũ 3 của x mũ x mũ 5 cộng cho x mũ 15 tất cả nhân cho lốc của 10x trừ cho 1 bằng 2x mũ 10 cộng cho 8. Biết x có dạng là p mũ 1 phần m với mp là các số nguyên lớn 1. Tính giá trị của m cộng p. Và trước khi chúng ta đi vào lời giải của bài toán này thì nếu như bạn nào mà vẫn chưa nắm vững về cái phần phương trình hàm đặc trưng thì mình cũng có để đường link bên dưới mô tả video này. Mình nghĩ là các bạn nên coi cái phần mà phương trình hàm đặc trưng mà mình làm rất là cụ thể, đặc biệt là những cái phương trình mà liên quan đến hàm mũ và hàm logarit. Ngoài ra thì mình sẽ có một số cái kiến thức nữa liên quan tới phần lý biến thiên. Mình cũng để tất cả những cái phần lý thuyết ở phần bên dưới mô tả video này. Các bạn hãy cố gắng là tham khảo tất cả các lý thuyết trước khi mà chúng ta làm những bài toán lớn nhé. Đầu tiên để giải bài toán này thì chúng ta sẽ cố gắng là làm gọn cái phương trình mà giả thiết người ta cho. Từ cái phương trình ban đầu chúng ta sẽ cần phải biến đổi một chút xíu. Ở đây các bạn sẽ để ý cái phần đầu tiên đó là lốc mũ 3 của x mũ x mũ 5 thì mình sẽ lấy cái phần mũ x mũ 5 ra ngoài. Và các bạn lưu ý ở đây là do lốc mũ 3 Do vậy mà khi lấy x mũ 5 ra ngoài thì nó sẽ phải mũ 3 lên lần nữa. Có nghĩa là nó sẽ thành x mũ 15 nha các bạn. Còn cái phần lốc của 10x, các bạn sẽ dùng công thức tích thần tổng. Tắt ra thành là lốc 10 cộng cho lốc x. Và lốc 10 thì chính là viết tắt của logarit cơ số 10 của 10. Do vậy kết quả này sẽ bằng 1. Và chúng ta sẽ triệt tiêu cái trừ 1 đằng sau. Như vậy lúc này cái lốc của 10x trừ 1 thì nó sẽ được rút gọn là còn lốc x thôi. Nào, phương trình lúc này sẽ tương đương x mũ 15 nhân cho log mũ 3 của x cộng cho x mũ 15 nhân cho log x bằng 2x mũ 10 cộng cho 8. Đến đây các bạn sẽ làm một cái thao tác đó là chia hai vế cho x mũ 15. Khi mà mình chia hai vế cho x mũ 15 như vậy thì rõ ràng là cái vế bên trái sẽ chỉ còn mỗi cái hàm logarit thôi. Còn vế bên phải thì sẽ là hàm đa thức. Nào phương trình lúc này sẽ tương đương là log mũ 3 của x cộng cho log x bằng là 2 phần x mũ 5 cộng cho 8 phần x mũ 15. Và thường là đến đây các bạn sẽ dự đoán chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp đưa về phương trình hàm đặc trưng. Ở đây thì vế bên trái nếu như chúng ta coi T là lốc x thì lúc này vế bên trái sẽ trở thành là T mũ 3 cộng cho T. Như vậy thì chúng ta sẽ cần phải cố gắng là chuyển cái vế bên phải về cái dáng dấp sao cho mà khi đặt T bằng một cái hàm nào đó chúng ta cũng có thể chuyển được về T mũ 3 cộng T luôn. Ở đây cái hàm này cũng khá đơn giản rồi. Các bạn sẽ thấy là 8 phần x mũ 15. Các bạn sẽ lấy 8 chính là 2 mũ 3. Còn x mũ 15 thì chính là x mũ 5 tất cả mũ 3. 8 phần x mũ 15 thì chính là bằng là 2 phần x mũ 5 tất cả mũ 3 thôi. Như vậy lúc này cái vế bên phải của chúng ta sẽ biến đổi thành là 2 phần x mũ 5 tất cả mũ 3 cộng cho 2 phần x mũ 5. Rõ ràng là nếu như các bạn coi T là bằng là 2 phần x mũ 5 thì cái vế bên phải của mình đã đưa được về dạng là T mũ 3 cộng T rồi đúng không nào? Như vậy chúng ta đã thành công đưa về cái phương trình dạng hàm đặc trưng rồi. Phương trình lúc này sẽ tương đương đó là F của log x bằng là F của 2 phần x mũ 5 trong đó FT chính là bằng là T mũ 3 cộng cho T và rõ ràng với cái hàm này chúng ta có FT là bằng là 3T bình phương cộng cho 1 luôn lớn không với mọi T có nghĩa là hàm này sẽ là hàm đồng biến và do đó áp dụng cái định lý biến thiên thì chúng ta sẽ có được cái phương trình này tiếp tục tương đương log x sẽ bằng là 2 phần x mũ 5 và đến đây thì nếu như bạn nào mà áp dụng Casio thì các bạn cũng sẽ ra được cái nghiệm là x sấp xỉ bằng 1,584 tuy nhiên thì mình khuyên các bạn là các bạn cũng đừng nên mất thời gian mà ngồi chuẩn đoán p với m nhé mà bằng cách là các bạn hãy cố gắng là giải cho mình theo hướng tự luận ở cái chỗ này lúc này chúng ta sẽ quy đồng cái x mũ 5 lên ta sẽ có được là x mũ 5 log x bằng 2. Và tiếp tục mình sẽ đem x mũ 5 này lên cái hệ số. Ta sẽ có được là log của x mũ x mũ 5 bằng 2. Và lúc này các bạn sẽ dùng cái công thức logarit cơ số A của x bằng B thì x bằng A mũ B. Như vậy ta sẽ rút cái x mũ x mũ 5 ra. Ta sẽ có được là x mũ x mũ 5 thì sẽ bằng là 10 mũ 2. Ngay từ đầu thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái phương trình khá đặc biệt để các bạn có thể giải. Đó chính là cái phương trình x mũ x mũ 5 bằng 10 mũ 2 này đây. Thì để giải cái phương trình này, các bạn sẽ cố gắng là biến đổi làm sao cho hai vế nó có dáng dấp giống nhau. Cụ thể ở đây thì mình sẽ mũ 5 hai vế lên. Ta sẽ có được là x mũ x mũ 5 tất cả mũ 5 thì bằng là 10 bình phương tất cả mũ 5. Và các bạn để ý vế bên trái thì cái phần x mũ x mũ 5 chính là bằng là x mũ 5 tất cả x mũ 5. Còn phần vế bên phải 10 mũ 2 mũ 5 thì chính là bằng là 10 mũ 10. Như vậy, lúc này phương trình của mình sẽ tương đương là x mũ 5 tất cả x mũ 5 thì bằng là 10 mũ 10. Và từ đây ta dễ dàng suy ra được là x mũ 5 chính là bằng 10 hay x chính là bằng là căn bậc 5 của 10 và bằng là 10 mũ 1 phần 5. Như vậy chúng ta sẽ có được là P chính là bằng 10 và M chính là bằng 5. Và chúng ta sẽ có đáp án là P cộng M là bằng 15 và chúng ta sẽ chọn đáp án là A. Ok, như vậy là mình đã giải xong cho các bạn cái bài toán này rồi. Trong quá trình mà mình giải bài toán thì nếu bạn vẫn chưa hiểu khúc nào thì đừng ngại để lại vài dòng bình luận bên dưới cho mình được biết nhé. Mình kết thúc cái video này tại đây. Nếu các bạn thấy bài giảng này hay, đừng tiếc để lại cho mình một nút like ngay nha. Đồng thời, nếu lần đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình, đừng quên bấm một nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại Umat TV. Mến chào và chúc các bạn một ngày học tập thật vui và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục hỏi đáp nhanh tiếp theo.